Xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với chương trình talk show Big Family Plus được phát sóng vào 19h30 tối thứ bảy hàng tuần do đội ngũ sản xuất truyền hình của Big Family thực hiện. Hiện nay cái tên Big Family đang gây được tiếng vang lớn trong lĩnh vực nhượng quyền nhà thuốc và mặc dù mới hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng Big Family đã chiếm được một vị trí nhất định trong lĩnh vực dược phẩm. Vậy vì sao Big Family lại có sự phát triển nhanh đến như vậy và vì sao các anh chị nhà thuốc lại nhanh chóng lựa chọn Big Family để hợp tác kinh doanh cùng? Và chương trình hôm nay rất hân hạnh được mời đến ông Cao Xuân Thoại là CEO founder của chuỗi hệ thống nhà thuốc Big Family và để chia sẻ về những bí quyết cũng như làm thế nào để Big Family có được sự phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Vâng, rất chào mừng anh đến với chương trình ạ. Xin chào MC Phương Thảo cùng toàn bộ ekip sản xuất uh, truyền hình của Big Family. Xin chào ông Cao Xuân Thoại, được biết với mô hình nhượng quyền nhà thuốc hiện nay thì Big Family là một cái tên lớn tại Việt Nam, đã hợp tác được với rất nhiều các nhà thuốc trên toàn quốc. Vậy ông tại có thể chia sẻ để mọi người được hiểu rõ hơn về Big Family được không ạ? À, xin cảm ơn câu hỏi của MC. Yeah, Big Family thì được thành lập vào ngày mùng 2 tháng 9, đúng ngày quốc khánh năm 2020. À và trực thuộc tập đoàn Big Holding. Cái sứ mệnh của Big Family là sức khỏe của bạn, trách nhiệm của chúng tôi với những cái mong muốn là mang lại tất cả những cái sản phẩm chất lượng tốt nhất đến toàn người dân Việt Nam cũng như là toàn thể người dân trên thế giới. Như ông vừa chia sẻ thì chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Big Family đã có hơn 700 nhà thuốc trên toàn quốc và trải dài trên 63 tỉnh thành. Và đây có thể nói là một tốc độ phát triển rất nhanh đúng không ạ? Vậy không biết với lý do nào mà các nhà thuốc lại đặt niềm tin lớn như vậy vào Big Family không ạ? Big Family được sự hậu thuẫn rất lớn mạnh từ tập đoàn Big Holding và Big Family có đầy đủ một cái hệ sinh thái từ vùng trồng dược liệu, nhà máy, phòng nghiên cứu với rất nhiều những cái đội ngũ giáo sư tiến sĩ chịu trách nhiệm về sản phẩm của Big Family, à, các nhà thuốc truyền thống khi tham gia với Big Family thì được hỗ trợ rất nhiều những cái công cụ để thúc đẩy doanh thu cho nhà thuốc khi tham gia hợp tác thì Big Family sẽ hỗ trợ tất cả những nhà thuốc về nhận diện thương hiệu chuẩn hóa theo hệ thống Big Family về cái chất liệu về toàn bộ Big Family sẽ tài trợ toàn bộ biển bảng theo cái chất liệu hiện đại nhất trên thị trường hiện nay và Big Family cũng sẽ áp dụng cái công nghệ 4.0 vào à, hoạt động nhà thuốc là phần mềm bán hàng, app, website đó và hệ thống à, quản trị EIB. Chắc hẳn mọi người cũng có suy nghĩ giống như tôi là tên Big Family của mình có thể dịch đơn giản là một đại gia đình à, vậy không biết là sau cái tên này có một ý nghĩa sâu xa nào đặc biệt không ạ? Big Family là một gia đình lớn với uh, mong muốn là tất cả những uh, khách hàng, đối tác, cán bộ nhân sự trong trong uh, Big Family là luôn là một gia đình. Và với cái sứ mệnh là Big Family luôn luôn coi khách hàng và người thân cũng như đồng đội như người thân trong gia đình. Chính vì vậy mà cái phương châm phục vụ của Big Family là phục vụ người thân. Vâng, chắc hẳn với sự đoàn kết như vậy đã giúp cho Big Family có được chỗ đứng rất vững chắc trong ngành dược phẩm. Và chắc hẳn là Big Family cũng đã xây dựng được một hệ thống vận hành kinh doanh vô cùng vững chắc đúng không ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC. Tại sao Big Family lại lớn mạnh nhanh như vậy và được sự tin tưởng của rất nhiều những anh chị nhà thuốc? Là như ban đầu đã chia sẻ là Big Family là được sự hậu thuẫn rất lớn mạnh từ tổng đoàn Big Holding. Được hưởng trọn vẹn một cái hệ sinh thái của Big Holding từ vùng trồng dược liệu, phòng nghiên cứu, nhà máy, đội ngũ giáo sư tiến sĩ đầu ngành. Và cái hai nữa là Big Holding có một công ty công nghệ rất là mạnh là công ty Ban Việt Nam là một trong nằm top 3 công ty công nghệ hiện đại và tốt nhất Việt Nam hiện nay. Đó, chính vì vậy là Big Family được hưởng tất cả những cái công cụ tốt nhất từ Big Holding. Như chúng ta có thể nhận thấy thì thị trường dược phẩm ở trên thế giới đang rất phát triển. Vậy ông có những đánh giá như thế nào về cái tiềm năng của thị trường dược phẩm Việt Nam so với thế giới không ạ? Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển rất là mạnh và Việt Nam cũng nằm trong top 17 nước có tốc độ phát triển dược phẩm lớn nhất thế giới. À, thị phần bán lẻ của Việt Nam hiện tại đang chiếm khoảng 30% thôi. So với Philippines và Brazil thì hai nước đó chiếm khoảng 70%. Vì thế là cái thị phần về dược phẩm Việt Nam ấy được đánh giá rất là cao trong khoảng thời gian tới và dự kiến trong năm 2026 thì cái mức doanh thu của ngành dược phẩm Việt Nam đạt cột mốc khoảng 16,2 tỷ đô. Đó là một con số rất là ấn tượng. Như anh vừa chia sẻ, vậy thị trường dược phẩm tại Việt Nam đang vô cùng phát triển và có tiềm năng vô cùng lớn. Với cái mô hình nhượng quyền nhà thuốc như hiện nay thì trên thế giới cũng đang rất là phổ biến. Nhưng ở Việt Nam thì mọi người vẫn chưa được biết đến nhiều lắm. Vậy không biết anh có thể chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn về cái tiềm năng và về những cái sự khác biệt của Big Family so với các hệ thống nhượng quyền nhà thuốc khác không ạ? Mô hình nhượng quyền nhà thuốc thì đã có từ rất lâu trên thế giới, nhất là một số nước phát triển như Trung Quốc hay là Ấn Độ. Và mô hình nhượng quyền nhà thuốc tại Việt Nam thì Big Family cũng là một trong những hệ thống nhà thuốc nhượng quyền tiên phong trong lĩnh vực nhượng quyền nhà thuốc. Song song đấy nữa thì cũng có một số các hệ thống nhượng quyền khác nhưng cái thế mạnh hay là cái lợi thế cạnh tranh của Big Family thì Big Family có đầy đủ hệ sinh thái. Big Family hiện tại cũng đã có hai nhà máy sản xuất về thực phẩm chức năng và dự kiến trong năm 2022 thì Big Family cũng sẽ khánh thành nhà thuốc sản xuất thuốc đông dược. Đó à, big family cũng có công ty công nghệ cũng có à, à, vùng trồng dược liệu cũng có phòng nghiên cứu cũng có những đội ngũ giáo sư tiến sĩ về à, nghiên cứu sản phẩm và đặc biệt thì big family có đội ngũ cán bộ công nhân viên à, mặc dù là tuổi đời cũng rất là trẻ nhưng về cái, cái kiến thức chuyên môn và những cái sự nhiệt huyết trong công việc là rất là cao chính vì vậy là đến à, tại thời điểm hiện tại thì cái, với cái tốc độ đi của big family thì hiện tại đang là số 1 tại việt nam với sự khác biệt như vậy, Big Family đã trở thành hệ thống nhà thuốc nhượng quyền hàng đầu Việt Nam và Big Family đã cung cấp những sản phẩm và dịch vụ nào cho hệ thống nhà thuốc đang hợp tác cùng với mình ạ? Big Family ngoài những cái sản phẩm mà Big Family sản xuất tại nhà máy Big Pha thì Big Family cũng cung ứng khoảng 10.000 những cái sản phẩm thuốc thiết yếu như vật tư y tế, hàng tiêu dùng cũng như là sữa để hỗ trợ tất cả những nhà thuốc khi tham gia hệ thống Big Family đó với một cái chính sách cạnh tranh hơn so với thị trường. Những đối tác trực tiếp của Big Family là các nhà thuốc. Vậy không biết những chính sách nào ưu đãi như thế nào khi các nhà thuốc và gia nhập vào hệ thống của Big Family ạ. Trước đây thì à, các nhà thuốc mà chưa tham gia hệ thống Big Family thì các nhà thuốc sẽ phải lấy hàng qua một số đơn vị như là à, thuốc thì có thể các nhà thuốc lấy trên chợ Habu hoặc lấy qua một số các đơn vị phân phối cũng như lấy qua trình dược viên. Nhưng khi tham gia hệ thống Big Family thì các nhà thuốc sẽ được cung cấp một cái app cũng như là website tích hợp trên đó khoảng trên 10.000 sản phẩm với cái chính sách rất là ưu đãi sẽ tốt hơn trên thị trường từ 2 đến 5%. trăm. tôi xin phép được nói chuyện ngoài lề một chút để chúng ta thay đổi không khí. Vậy à được biết là Big Family có một đội ngũ nhân viên vô cùng là mạnh mẽ và hùng hậu. Vậy không biết là về cái môi trường làm việc hay là về những cái văn hóa làm việc trong công ty mình đã thu hút được các bạn nhân viên nhiệt tình như vậy ạ? À? Uh, Big Family cũng rất là may mắn. Khi từ những ngày đầu mà Big Family mới đặt nền móng cho hệ thống Big Family thì cũng đón nhận được rất nhiều những cái tình cảm từ uh, các uh, cộng sự trên cả nước cũng như là các bạn trình dục viên cũng như là những khối uh, phát triển thị trường. Đến thời điểm hiện tại thì Big Family có uh, gần 300 nhân sự. Đó, các uh, nhân viên kinh doanh thì cũng trải dài trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam và khối văn phòng thì cũng có khoảng 80 nhân sự. Như ông đã chia sẻ, tại trên thị trường Việt Nam đang có rất nhiều các hệ thống nhà thuốc phát triển. Vậy các giải pháp như thế nào giúp các nhà thuốc cạnh tranh với những hệ thống nhà thuốc khác và các nhà thuốc truyền thống ạ? Cảm ơn câu hỏi rất hay của MC. Đây là một trong những câu hỏi mà được nhiều anh chị nhà thuốc hỏi nhất. Là Big Family có những cái giải pháp như thế nào sau khi các nhà thuốc truyền thống tham gia với Big Family? Thì uh, Big Family có rất nhiều những cái công cụ để hỗ trợ tất cả hệ thống tăng doanh thu cũng như tăng lợi nhuận. Thứ nhất là về chính sách giá thuốc thì hiện tại Big Family đã có khoảng trên 10.000 sản phẩm để cung ứng vào hệ thống với cái giá cạnh tranh so với thị trường. Hiện tại là thấp hơn trên thị trường khoảng từ 2 đến 5%. Cái thứ hai nữa là Big Family sẽ áp dụng công nghệ vào quản trị nhà thuốc. Hiện tại hệ thống EIP của Big Family đã được hoàn thiện và Big Family sẽ hỗ trợ toàn bộ hệ thống về phần mềm bán hàng app cũng như là website. Cái thứ ba nữa là về hiện tại thì Bác Big Family thì cũng có một đội ngũ bác sĩ thăm khám miễn phí từ xa cho toàn bộ những khách hàng khi qua chuỗi hệ thống nhà thuốc sử dụng sản phẩm. Cái thứ tư nữa là hàng tuần thì Big Family cũng có những cái khóa đào tạo về chuyên môn cũng như kỹ năng cho toàn bộ những dược sĩ trong nhà thuốc trong những điều ông vừa chia sẻ vừa rồi tôi thấy có một điều rất đặc biệt đó chính là khi tất cả các bệnh nhân đến nhà thuốc của Big Family mua thuốc thì đều sẽ được nhận được cái sự tư vấn và tương tác trực tiếp với các bác sĩ chuyên gia đầu ngành vậy ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ đây là một trong những mô hình rất là mới tại Việt Nam nhưng trên thế giới thì rất nhiều nước đã áp dụng rồi à, tất cả những khách hàng khi qua các nhà thuốc của hệ thống Big Family sử dụng sản phẩm nếu như muốn kết nối với các bác sĩ chuyên gia đầu ngành thì sẽ được kết nối trực tiếp với các bác sĩ thì sẽ được các bác sĩ tư vấn miễn phí về những cái bệnh học cho toàn bộ khách hàng như vậy đó và hiện tại thì Big Family đang triển khai toàn bộ trong hệ thống và được sự đón nhận rất là tích cực từ những người dân khi qua hệ thống nhà thuốc Big Family mua hàng đó, không chỉ dược sĩ tư vấn về những cái bệnh học hai nữa nếu như muốn kết nối hay là muốn được tư vấn từ các chuyên gia các tiến sĩ giáo sư tiến sĩ đầu ngành thì cũng sẽ được kết nối trực tiếp tại nhà thuốc và cũng sẽ được các giáo sư tiến sĩ tư vấn miễn phí cho những cái khách hàng cho những khách hàng khi qua nhà thuốc Big Family sử dụng sản phẩm. Dạ vâng, à, em cảm thấy là cái điều này nó khá là đặc biệt, tại vì là rất nhiều mà bệnh ví dụ như là em là một người mua hàng khi đến nhà thuốc và khi mình muốn mua thuốc để hỏi rõ hơn về cái căn bệnh của mình nhưng mà lại các dược sĩ có thể là chưa nắm rõ được cụ thể bằng như là các bác sĩ chuyên ngành Và khi mà bên Big Family mình có cái sự kết nối như vậy giữa bác sĩ và với khách hàng khi đến mua thuốc Thì em cảm thấy điều này là rất là thích hợp và phù hợp đối với người tiêu dùng Và người tiêu dùng có thể sẽ tin tưởng và sử dụng những cái dịch vụ của Big Family mình nhiều hơn Không biết là Big Family đã ứng dụng những công nghệ như thế nào trong việc vận hành các nhà thuốc để giúp các nhà thuốc điều hành nhà thuốc một cách tốt hơn ạ? nhận thấy được cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp tại Việt Nam, nhất là tại Hồ Chí Minh và Hà Nội trong cái giai đoạn này. Thì Big Family cũng đang phát triển thêm cái hệ thống app. Trên app thì có tích hợp các thực phẩm chức năng, cũng như là các sản phẩm thuốc thiết yếu ở trên đó. Thì khách hàng có thể lên app đặt trực tiếp những cái thực phẩm chức năng hay là được tư vấn miễn phí qua các dược sĩ cũng như là bác sĩ ở trên app đó. Và Big Family cũng đã kết hợp, hợp tác với một số các đơn vị giao hàng, có thể là hỗ trợ tất cả các khách hàng không cần phải qua nhà thuốc để lấy hàng đó Big Family sẽ giao thuốc đến tận tay khách hàng và khách hàng chỉ cần gọi là nhận thuốc và thanh toán qua đơn vị giao hàng Dạ vâng, xin cảm ơn ông Cao Xuân Thoại, CEO Founder của chuỗi hệ thống nhà thuốc Big Family đã dành thời gian đến tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn MC Phương Thảo cùng toàn bộ ekip sản xuất truyền hình của Big Family đã dành thời gian để chia sẻ những cái giá trị của hệ thống Big Family đến toàn người dân Việt Nam cũng như là những cái anh chị nhà thuốc trên 63 tỉnh thành. Hy vọng sau chương trình ngày hôm nay, các anh chị nhà thuốc sẽ có thêm những góc nhìn mới và sự hiểu biết rõ hơn về Big Family cũng như là tập đoàn Big Holding. Và rất mong những giá trị mà Big Family mang lại sẽ nhận được nhiều sự đón nhận hơn từ tất cả người dân trên cả nước. Chúc cho Big Family và tập đoàn Big Holding sẽ phát triển ngày càng vững mạnh hơn để sánh ngang với các tập đoàn lớn trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, với dây chuyền sản xuất hiện đại và ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý và vận hành, Big Family đang ngày càng phát triển và khẳng định được vị thế của mình trong thị trường dược tại Việt Nam và quốc tế. Quý vị thân mến, chương trình Big Family Plus xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.